chào Kim Thảo. Cô đến sớm dữ vậy? Cô đến sớm là vì cô phải chuẩn bị một số những nguyên liệu. Nhưng mà trước khi mà mình chuẩn bị nguyên liệu á thì là phải chào quý vị khán giả trước đã nha. Dạ đồng ý. Đồng ý Dự Thảo cùng với Kim Thảo xin gửi lời chào đến tất cả quý vị đang theo dõi chương trình Món Ngon Mỗi Ngày được tài trợ bởi công ty Ajinomoto Việt Nam. Dạ, bây giờ thì cô đã có thể nói cho em nghe là cô đang chuẩn bị gì để có thể giới thiệu cho em và quý vị khán giả của ngày hôm nay chưa? Thật ra là cũng không có gì lớn lao lắm đâu, mà là vì có một vị khán giả đó gọi một cái cú vị điện thoại. Dạ. Bây giờ mình nghe thử coi cái chia sẻ của quý vị khán giả đó nha. Dạ, đồng ý. Xin chào chương trình Món Ngon Mỗi Ngày. Tôi là Hằng ở Hóc Môn. Nói thật ra, tôi là một khán giả rất là trung thành của chương trình cũng đã khá lâu rồi đó. Tôi thường xuyên theo dõi chương trình và cũng đã làm theo hướng dẫn để làm phong phú thêm thực đơn cho gia đình mình. Bữa trước, chương trình Món Ngon Mỗi Ngày đã giới thiệu món đê thấu. Tôi rất thích và cũng đã làm thử. Ở nhà ai cũng khen ngon, có vẻ món thấu rất là dễ ăn và vừa miệng nữa chứ. Nhân dịp Tết đến, tôi muốn nhờ chương trình tư vấn thêm một món thấu khác để đãi cho cả nhà. Chương trình giúp tôi nha, xin cảm ơn Món Ngon Mỗi Ngày. Vậy thì ngày hôm nay cô sẽ giới thiệu đến mọi người món gì thấu đây? Một món ăn từ vịt và cũng sử dụng cái phương pháp gần giống như là bò bắp thấu rồi đó. Chúng ta sẽ vào bếp để thực hiện món vịt thấu. Để thực hiện món vịt thấu thì quý vị khán giả cần chuẩn bị 300g thịt ức vịt, 3 trái khế chua, 2 trái chuối chát, 1 trái chanh, nửa củ hành tây, 1 ít tương ớt, tỏi băm, ớt băm, sả băm, 1 ít sả bào, mè rang, gừng sắc sợi, cà rốt sắc sợi, các loại gia vị thông thường và giấm gạo lên men Ajinomoto. Giai đoạn đầu tiên thì quý vị khán giả sẽ đặt một cái nồi nước lên bếp. Sau đó, đó chúng ta sẽ cho vào khoảng 1 muỗng cà phê hạt nêm Ajinon. Cho thêm vào khoảng 2 muỗng canh giấm gạo lên men Ajinomoto. Cuối cùng thì cô sẽ thả cái phần vịt này vào. Và chúng ta sẽ cho thêm một ít gừng đập dập vào nữa. Cho gừng và giấm vào sẽ giúp khử tanh cho miếng vịt và đồng thời là giúp cho da vịt giòn và có vị chua thanh nhẹ rất là ngon. Trong khi chờ cho vịt chín thì chúng ta sẽ sơ chế các nguyên liệu còn lại. Đầu tiên là phần khế này, chúng ta sẽ gọt cái phần cạnh của quả khế đi. Rồi, em sẽ giúp cô. Rồi, phần chuối chát thì quý vị khán giả cũng cắt bỏ hai đầu và chúng ta bào sạch cái phần vỏ bên ngoài đi. Quý vị khán giả sẽ chuẩn bị luôn một tô nước. Và chúng ta vắt vào trong tô nước này một miếng chanh. Cái phần chuối chát này khi mà bào vỏ ra tới đâu thì quý vị khán giả sẽ ngâm ngay vào trong nước có pha chanh này để giữ cho phần chuối chát được trắng. Cô ơi, khế em đã cắt xong rồi. Rồi, cảm ơn em. Cô cũng vừa mới gọt xong cái phần chuối chát ngâm vào trong nước. Bây giờ khế thì quý vị khán giả có thể là cắt khoanh theo chiều ngang hoặc là chúng ta cắt sợi cũng được. Củ hành tây này thì mình cũng sắc nhuyễn ra như thế này. Củ hành tây nếu mà chúng ta muốn giữ độ giòn á thì quý vị khán giả sẽ rửa qua nước lạnh rồi chúng ta ngâm vào trong nước đá. Hành tây sẽ giữ độ giòn và đồng thời mất đi cái độ hăng của hành tây. Và sau đó thì chúng ta sẽ cắt qua phần chuối chát. Dạ. Và thịt vịt bây giờ cũng đã chín rồi đó. Chúng ta sẽ vớt thịt vịt ra ngâm vào trong nước đá giữ cho vịt không bị đen và dạ, đồng thời giữ cho da vịt giòn. Ngò gai khi mà chúng ta cho thêm vào trong món ăn đó thì sẽ giúp cho hương vị nó rất là hài hòa và làm cho thịt vịt thơm hơn, đồng thời làm khử đi mùi tanh của vịt nữa. Quý vị khán giả thân mến, chúng ta sẽ dùng ngò gai cho món vịt thấu của chúng ta để cho vịt được ngon hơn quý vị nhé. Bây giờ chúng ta cho tất cả khế với lại chuối chát vào trong một cái tô lớn. Quý vị khán giả sẽ cho vào thêm khoảng chừng một muỗng canh sả bào, rắc một ít đường vào, trộn đều lên, mục đích sẽ làm cho khế giảm bớt đi vị chua và giúp cho chuối chát sẽ giảm đi cái vị chát nữa. Bây giờ thì quý vị khán giả sẽ cắt thịt vịt thành ra làm những miếng mỏng. Quý vị khán giả sẽ ướp vào trong phần vịt này một muỗng canh sả băm, nửa muỗng cà phê bột ngọt Ajinomoto, một muỗng cà phê hạt nêm, nửa muỗng cà phê tiêu, nửa muỗng cà phê đường nữa. Và quý vị khán giả sẽ trộn lên cho thật là đều. Kim Thảo giúp cho cô phần này. Kế đó thì chúng ta sẽ sang giai đoạn là làm nước mắm trộn gỏi. Chúng ta sẽ cho một muỗng canh nước mắm, một muỗng rưỡi canh đường. Tiếp tục là đến một muỗng canh nước cốt chanh, một muỗng cà phê tương ớt. Chúng ta sẽ cho thêm ớt bằm vào. Cuối cùng thì quý vị khán giả sẽ cho thêm nửa muỗng cà phê bột ngọt, khoảng một muỗng canh giấm gạo lên men Ajinomoto. Như vậy là phần nước trộn gỏi của chúng ta đã hoàn tất rồi. Bây giờ thì quý vị khán giả sẽ cho khế, chuối và sả vào. Kế đó là chúng ta cũng cho cái phần vịt thấu vào. Phần cà rốt thì chúng ta cho vào để tạo nên màu sắc đẹp cho món ăn. Kế đó quý vị khán giả sẽ cho tiếp đến một ít gừng sắc sợi. Khi chúng ta cho gừng vào trộn chung với lại món vịt thấu này đó
thì là sẽ giúp cho chúng ta ấm bụng và đồng thời cân bằng hàn nhiệt. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta sẽ trộn gừng vào chung giúp cân bằng tính hàn nhiệt và ấm bụng quý vị nhé. Và đến hành tây. Sau đó chúng ta sẽ rưới nước trộn gỏi vào. Dạ. Cuối cùng chúng ta cho ngò gai vào để tăng thêm hương vị và mè rang nữa. Rồi bây giờ món ăn đã xong. Bây giờ chúng ta sẽ trang trí ra đĩa. Cho một ít vịt lên trên. Trang trí bằng một nhánh húng lủi, ớt sắc sợi nữa. Và cô cũng sẽ không quên một cái phần để cho Kim Thảo thử, thưởng thức và chia sẻ cảm nhận với quý vị khán giả nha. Dạ em cảm ơn cô Dự Thảo. Thơm và hấp dẫn quá. Cô ơi, mặc dù là chưa có kết hợp với bánh đa, nhưng mà em đã thấy món ăn này ngon dữ lắm rồi. Có cái vị thơm nhẹ nhẹ của gừng nè, rồi kết hợp với cái vị đặc trưng của ngò gai, kết hợp với thịt vịt rất là hợp luôn á cô. Rồi còn có mè rang nữa, thơm ơi là thơm, ngon ơi là ngon luôn. Quý vị hãy làm thử và chia sẻ cảm nhận cho tất cả chúng tôi nhé. Ở hộp thư là số 620 Bưu điện Trung tâm Sài Gòn, hoặc quý vị cũng có thể gọi điện thoại nữa đến số là 083-823-7557. Đó chính là số điện thoại của Trung tâm Tư vấn Khách hàng Công ty Ajinomoto Việt Nam. Hoặc là quý vị có thể lên trang web mongonmoinngay.com để có thể xem lại tất cả các chương trình mà quý vị yêu thích. Hoặc tìm từ khóa Món ngon mỗi ngày để đến trang web của chương trình. Đến đây thì đầu bếp Dự Thảo cùng với Kim Thảo xin được nói lời chào tạm biệt tất cả quý vị. Hẹn gặp lại trong những chương trình kỳ sau. We'll be right back.